trợ bất động sản, kết nối sức mạnh, chia sẻ thành công. Xin chào quý vị đang theo dõi chương trình xây dựng và bất động sản cuối tuần phát sóng trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Thưa quý vị, mặc dù đến thời điểm hiện tại khó có thể nhận định chính xác xem thị trường bất động sản năm 2018 sẽ có những diễn biến như thế nào. Tuy nhiên, theo nhiều ý kiến của các chuyên gia, với sự ổn định của nền kinh tế vĩ mô, sự thông thoáng cởi mở trong các cơ chế chính sách, sự quyết tâm của cộng đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản. Bên cạnh đó, tiếp đà thành công của năm 2017, bất động sản năm 2018 được dự báo sẽ tiếp tục phát triển và là bước đệm cho các năm tiếp theo. Số liệu tổng hợp của Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản Bộ Xây dựng. Trong tháng đầu năm 2018, thị trường bất động sản Hà Nội có khoảng 1.650 giao dịch thành công, tăng 13,8% so với tháng 12 năm 2017. Theo như thông lệ thì đây là một cái dịp rất là tốt để mà các cái doanh nghiệp mở bán các cái sản phẩm của mình. Chúng tôi cho rằng ấy là theo như đánh giá của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam ấy thì cái nguồn cung thì cũng vẫn còn có thể, cái nhu cầu thì vẫn còn rất là lớn. Vì vậy mà những cái nguồn cung trong cái giai đoạn vừa rồi chưa phải là đã đáp ứng được cái nhu cầu. Chính vì vậy mà chúng ta cũng không quá lo ngại về cái việc cái nguồn cung quá lớn. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trong tháng 1 năm 2018, có khoảng 1.900 giao dịch thành công, tăng 8,6% so với tháng 12 năm 2017. Ngay từ thời điểm của những ngày đầu năm 2018, thị trường bất động sản tại Hà Nội được thể hiện qua cụm từ sôi động. Đặc điểm chung của các dự án được mở bán là nằm tại vị trí thuận lợi, diện tích đa dạng, phương thức thanh toán linh hoạt và tập trung tại phân khúc trung và cao cấp. Là một trong những dự án đầu tiên tại Hà Nội có bảo lãnh ngân hàng về tiến độ bàn giao căn hộ cho người mua nhà, cùng với vị trí đắc địa, chủ đầu tư kinh nghiệm, sau 6 tháng mở bán, 95% số căn hộ tại dự án này đã được giao dịch thành công. Không dừng lại ở đó, chủ đầu tư dự án tiếp tục ghi điểm với khách hàng khi đẩy nhanh tiến độ thi công và trao sổ đỏ trong thời gian nhanh hiếm thấy tháng 1 năm 2018. Đến giai đoạn này, chúng tôi vô cùng cảm thấy tự hào và hạnh phúc khi chúng tôi đã hoàn thành đúng tiến độ, đúng thời gian, và ngày hôm nay là cái ngày mà chính thức chúng tôi bàn giao căn hộ đến cho khách hàng. Không chỉ thành công khi bàn giao khu liền kề, chủ đầu tư tiếp tục đưa hai tòa chung cư gồm 4 đơn nguyên với 896 căn hộ về đích đúng thời hạn, gây được nhiều cảm tình từ khách hàng. Về mặt kỹ thuật thì tôi thấy thế là được. Đúng như mình mong muốn và đúng như hợp đồng. Thế thứ hai là về mặt không gian chung đây, tôi thấy so với nhiều nơi tôi thấy ưng ở cái chỗ đó. Cái không gian của toàn bộ cái khu vực này. Còn đây là một buổi lễ ký kết phân phối độc quyền một dự án tại xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Dự án có 35 căn biệt thự cao cấp, mỗi căn có từ 4 đến 5 phòng ngủ, diện tích trung bình từ 1.100 đến 1.300 m2, giá bán từ 2.000 đến 2.100 đô la Mỹ một m2, bàn giao xây thô, chưa có nội thất và phân khúc chủ đầu tư lựa chọn là siêu sang. Ngay từ những ngày đầu năm 2018, chúng tôi đã có nhiều kế hoạch chuẩn bị để bung hàng ra với chất lượng tốt nhất, đảm bảo đúng các cam kết cùng với các chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhằm thu hút khách hàng. Không chỉ vậy, những ngày đầu năm 2018, thị trường bất động sản Hà Nội còn ghi nhận sự sôi động đến từ các dự án như dự án Season Avenue, dự án Romance Pra, quận Hà Đông, dự án An Bình City, quận Bắc Từ Liêm, dự án Sunshine Riverside, quận Tây Hồ, với các chính sách khuyến mãi cam kết được đưa ra rất hấp dẫn. Bên cạnh phân khúc bất động sản biệt thự liền kề hay căn hộ để ở, phân khúc bất động sản công nghiệp, bất động sản văn phòng, khách sạn cho thuê hay kể cả đất nền cũng đang rất khả quan. Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính chung trong 2 tháng đầu năm 2018, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần là 3,34 tỷ đô la Mỹ, bằng 98,2% so với cùng kỳ năm 2017. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký 312,1 triệu đô la Mỹ, chiếm 9,3% tổng vốn đầu tư đăng ký. Theo John Lang LaSalle, nhu cầu thuê đất, nhà xưởng xây sẵn tại các khu công nghiệp thuộc hai vùng kinh tế trọng điểm khu vực phía Bắc và khu vực Đông Nam Bộ
tiếp tục tăng mạnh. Tỷ lệ lấp đầy ghi nhận mức xấp xỉ trên 70%. Hiện có hàng trăm triệu đô la Mỹ đang chờ đợi để đổ vào thị trường trong nước ở hầu hết các phân khúc từ nhà ở, văn phòng, bán lẻ, khách sạn và khu công nghiệp. Tiềm năng cho bất động sản khu công nghiệp là rất cao ở Việt Nam. Mặc dù nguồn cung cũng rất dồi dào nhưng mà nhu cầu sẽ càng ngày càng tăng cao. Bởi vì thứ nhất là Việt Nam đang có một cái mẫu dân số rất lý tưởng cho các ngành sản xuất. Đó là lao động trẻ, lao động trong số tỷ lệ người trong độ tuổi lao động cao và trình độ văn hóa cao. Và quốc gia ổn định chính trị, có cái thu nhập GDP tăng đều trong một thời gian dài. Cộng thêm với việc mà chính phủ đang gần đây đang có những cái kêu gọi và hỗ trợ các doanh nghiệp, cái tinh thần khởi nghiệp, rồi chính phủ kiến tạo là những cái mà ủng hộ cho thị trường, cho việc mà thu hút những nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đầu tư trong lĩnh vực sản xuất. Như vậy là nhu cầu sẽ tăng, cộng thêm với việc là giá nhân công Việt Nam hiện nay còn đang cạnh tranh so với những nước trong khu vực. Dự báo trong năm 2018 sẽ có một khối lượng nguồn cung mới, hơn 1.300 hectare đất dành cho phát triển khu công nghiệp sẽ được đưa vào thị trường, chủ yếu đến từ các giai đoạn mở rộng của các dự án hiện có. Ngoài ra, nhu cầu tiếp tục mạnh mẽ hơn đối với các sản phẩm công nghiệp. Tỷ lệ lấp đầy và tỷ lệ tăng trưởng cho thuê dự kiến sẽ tăng cao hơn do nhu cầu thuê tốt và triển vọng kinh tế tích cực. Bên cạnh đó, nhu cầu về nhà xưởng chất lượng tốt và các dịch vụ liên quan khác trong các khu công nghiệp cũng tăng mạnh trong năm tới. Lý giải cho sự sôi động của thị trường bất động sản Hà Nội đầu năm 2018, các chuyên gia, đơn vị nghiên cứu phát triển bất động sản sử dụng cụm từ tiềm năng đón đầu. Vậy cụ thể là gì? Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau của chúng tôi. Năm 2017 ghi nhận sự thành công đến từ tất cả các phân khúc bất động sản và năm 2018 sẽ là bước đệm để thị trường phát triển trong vòng 5 năm tới và bước đệm đó đã được thể hiện ngay từ đầu năm. Đó là chia sẻ của đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn CBI Việt Nam, một đơn vị uy tín chuyên nghiên cứu về thị trường bất động sản. 2018 chỉ là năm bước đệm thôi cho một cái sự bùng nổ tiếp theo của thị trường bất động sản từ 2019 trở đi. Nhưng mà để tạo được một cái bước đệm thì nó phải có một cái gì đó để bắt đầu. Thì chính vì thế mà chủ đầu tư chọn thời điểm này. Thời điểm này sẽ là thời điểm bắt đầu để có một sự bùng nổ rất là mạnh của thị trường trong 5 năm tới. Đồng tình với quan điểm trên, đại diện Savo Việt Nam cũng chia sẻ, nối tiếp sự thành công trong năm 2017 từ các chỉ số như GDP tăng trưởng ấn tượng, sự gia tăng số khách du lịch, nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh trong khi các khu vực khác trong khu vực đang dần chậm lại. Thị trường trong nước sẽ tiếp tục nhận thêm nhiều sự quan tâm đối với tất cả các lĩnh vực bất động sản, mà trọng tâm là phân khúc văn phòng và khách sạn. Dường như đó là những yếu tố tiếp sức cho năm 2018 bên cạnh lượng cung lớn khiến thị trường thuộc về tay người mua. Với khoảng 28.000 căn như chúng tôi cũng có công bố thì dẫn đến một câu chuyện là người mua sẽ có rất nhiều sự lựa chọn. Chính vì thế nên áp lực đặt lên chủ đầu tư không thể nào đạt được cái mức mà nếu mà xung quanh mình mà cái mức giá cao hơn hoặc không có sự điều chỉnh trong giá. Điều đấy thì chúng ta nhận thấy rõ ràng là trong năm 2018 nhìn chung là người mua sẽ gọi là thị trường thuộc về của người mua sẽ có nhiều những cái thuận lợi hơn trong việc lựa chọn những cái dự án phù hợp với ngân sách của mình cũng như là phù hợp với cả những cái vị trí mình mong muốn. Còn Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhận định năm 2017, thị trường bất động sản Việt Nam tiếp tục ghi nhận sự phát triển ổn định. Chính phủ, các bộ ngành liên quan, đặc biệt là ngân hàng cũng đã đưa ra các chính sách kiểm soát tốt hơn về tín dụng đầu tư trong các dự án. Các chính sách về kinh tế vĩ mô cũng ổn định, tạo tiền đề cho sự phát triển trong năm 2018 cùng nhiều phân khúc bất động sản. Theo như đánh giá chung của giới chuyên môn Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thì năm 2018 sẽ tiếp tục là một cái năm mà thị trường bất động sản sẽ còn phát triển tốt, đặc biệt là các dự án phát triển nhà ở có cái phân khúc trung bình và đặc biệt là các cái nhà ở giá thấp phục vụ cho các đối tượng là cán bộ công chức viên chức rồi công nhân lao động ở tại các khu công nghiệp. Thị trường bất động sản đối với thị trường bất động sản văn phòng cho thuê cũng như là các cái trung tâm thương mại cũng sẽ tiếp tục là một cái
cái năm mà sẽ thu có một cái phát triển tốt, do cái nhu cầu về văn phòng của các cái doanh nghiệp mới thành lập cũng rất là lớn. Còn các nhà đầu tư cũng đang rất lạc quan với những chỉ số ổn định của kinh tế, sự phát triển của thị trường, sự ủng hộ đến từ chính phủ, các bộ ban ngành cũng như sự quyết tâm của các đơn vị phát triển bất động sản ngay từ những ngày đầu năm. Không những tôi mà chắc là tất cả đại đa số là 80% mà anh em những nhà đầu tư là bây giờ người ta luôn nghiên cứu là người ta thả đồng tiền vào đâu để sinh lời nhất và chắc chắn nhất. Thì nếu mà trong cái giai đoạn của xu hướng của cả nước thì rất nhiều các cái mảng về kinh doanh các thứ, thế nhưng mà theo tôi thì bên cái mũi nhọn của mình là du lịch. Thế nên là cái du lịch và bất động sản du lịch thì là đi đúng hướng. Bên cạnh đó, theo các chuyên gia, thời điểm đầu năm là thời điểm mà hoạt động bất động sản diễn ra rất sôi nổi. Các chủ đầu tư đã đánh trúng tâm lý đầu năm mua đất, cuối năm cất nhà của người Việt cũng là một yếu tố dẫn đến sự sôi động của thị trường. Rõ ràng, với sự hỗ trợ từ yếu tố chính sách, khung pháp lý rõ ràng cùng lợi thế cạnh tranh của thị trường, bất động sản Việt Nam đã và đang thu hút các nhà đầu tư không chỉ trong nước mà còn cả dòng vốn lớn từ các nhà đầu tư nước ngoài trong những năm gần đây. Thị trường bất động sản Hà Nội những tháng đầu năm 2018 có thể nói đang diễn ra khá suôn sẻ. Vậy những tháng tiếp theo trong năm 2018, bất động sản Hà Nội sẽ có những diễn biến như thế nào? Phân khúc nào sẽ thu hút người mua nhà? Sau đây là những ý kiến của các chuyên gia. Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện các cái chính sách kiểm soát chặt chẽ để mà thị trường bất động sản phát triển lành mạnh. Và cái tầm quan trọng của thị trường bất động sản tiếp tục được khẳng định trong cái tổng thể của hệ thống thị trường chung của nền kinh tế. Và cái việc cái thị trường bất động sản phát triển vừa qua thì cũng tạo điều kiện để cho một cái hệ thống các cái nhà môi giới, các cái sàn giao dịch tiếp tục phát triển theo hướng chuyên nghiệp hơn. Đấy, và những cái vai trò của các cái nhà môi giới bất động sản cũng như là cái sàn giao dịch bất động sản thông qua cái việc đẩy mạnh các cái đưa các sản phẩm ra thị trường cũng như là giúp cho cái tình hình giao dịch của thị trường nó ổn định hơn. Tôi đánh giá năm 2018 sẽ có rất nhiều cạnh tranh cho các chủ đầu tư và khách hàng sẽ có thêm nhiều lựa chọn. Tuy nhiên tôi cũng cảm thấy là vui khi mà thị trường càng ngày càng có các cái sự cạnh tranh để cho các chủ đầu tư họ cũng sẽ phải làm thận trọng hơn, họ tâm huyết hơn để mục tiêu cuối cùng là mang lại cái lợi ích tốt nhất cho khách hàng. Năm 2017 cũng chỉ là rất là bất động sản rất là phát triển, nhưng tôi nghĩ là cũng mới là bàn đạp của năm 2018. Hàng hóa từ khoảng tầm 20 đến 30 triệu chúng tôi nhận định là rất là nhiều, và ở các cái khu vực mà chúng tôi nhận thấy như là khu vực phía Tây hoặc Tây Nam Hà Nội là những cái khu vực chúng tôi nhận thấy cũng đang phát triển về quy hoạch giao thông, thì chúng tôi nhận thấy là cũng sẽ có rất là nhiều hàng. Mặt khác, rất nhiều câu chuyện cũng đặt ra là việc là ở khu vực phía Đông liệu hàng hóa cũng có không, chúng tôi cũng nhận thấy rằng là cũng có, nhưng mà nếu tính trong tương quan thì chúng tôi vẫn nhận thấy rằng là hàng ở khu vực quỹ đất ở cái khu vực phía Tây và Tây Nam cũng như là phía Tây Bắc của Hà Nội sẽ vẫn là còn nhiều. Cái điểm lưu ý thì tôi cho rằng là có mấy cái điểm lưu ý. Cái thứ nhất ấy, là có lẽ chính phủ cũng cần phải sớm ban hành một cái kế hoạch chiến lược phát triển thị trường bất động sản lâu dài để tạo lập một cái định hướng phát triển bền vững cho thị trường bất động sản, vốn dĩ là một cái thị trường rất là quan trọng và nhạy cảm trong nhiều nền kinh tế, trong đó có Việt Nam chúng ta. Cái thứ hai là trong đó cần phải quan tâm hơn đến việc là xây dựng cái cơ sở dữ liệu thông tin đối với thị trường bất động sản hiện nay rất thiếu, và đặc biệt là đa dạng hóa hơn cái thị trường tài chính cho bất động sản. Những ý kiến vừa rồi đã khép lại chương trình xây dựng và bất động sản ngày hôm nay của chúng tôi. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn và đừng quên cập nhật những thông tin qua Facebook kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.